Quý vị đang theo dõi bản tin 19 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank do bị cáo mắc bệnh ung thư. Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Ocean Bank cùng 46 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của nhà nước. Vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank là vụ án có số lượng bị cáo lớn nhất so với các đại án vừa được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử gần đây. Với 48 bị cáo, gần 600 đương sự được triệu tập để làm rõ cáo buộc liên quan đến các tội danh, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của nhà nước. Trong 48 bị cáo được đưa ra xét xử, chỉ ít phút sau khi khai mạc, chủ tọa đã công bố quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank do bị cáo mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho Ocean Bank tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm là chủ mưu cầm đầu. Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, 47 bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh phòng giao dịch của Ocean Bank trên toàn hệ thống, lãnh đạo công ty BSC. Cụ thể, ông Hà Văn Thắm với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank đã chỉ đạo giải quyết cho ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VNCB vay vốn không đủ điều kiện, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của ngân hàng nhà nước về quy chế cho vay và quy trình thủ tục, gây thiệt hại cho Ocean Bank gần 350 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định ông Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử sang Ocean Bank làm tổng giám đốc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đã cùng ông Thắm ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng, gây thiệt hại cho Ocean Bank và khách hàng hơn 68 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2010, các bị can Thắm và Sơn đã ra chủ trương chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho các khách hàng trên toàn bộ hệ thống, gây thiệt hại cho Ocean Bank gần 1.600 tỷ đồng. Với 3 tội danh đều bị truy tố theo khoản 3 Bộ Luật Hình sự, bị cáo Hà Văn Thắm đối mặt với mức án cao nhất 30 năm tù giam. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày kể cả thứ Bảy.